một công trình rất lớn. Nhưng mà nếu hơi thở mình dừng lại thì tất cả công trình sẽ tan biến. Cho nên bây giờ đây, công trình lớn nhất của mình đó là ngồi yên để chăm sóc hơi thở, biết trân quý từng hơi thở đang ra vào. Và nhớ mỉm cười với hơi thở để biểu lộ sự biết ơn, niềm vui và mừng chúng ta đang còn đang sống đây trong giây phút hiện tại. Thở vào thân an, thở ra tâm lắng. Thân an, mỉm cười, hít vào. Tâm lắng, mỉm cười, thở ra. Thở vào, tôi ý thức tôi đang ngồi đây trong một không gian tươi mát và bình an. Thở ra, tôi mỉm cười với giây phút hiện tại. Thở vào, không gian tươi mát. Thở ra, mỉm cười bình an. Thưa đại chúng, trước khi mình bắt đầu vào buổi sinh hoạt, mời đại chúng chúng ta cùng hát bài Thở Vào Thở Ra. Quý vị biết bài đó đúng không? Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tình lặng chiếu, không gian thênh thang. Chỉ có mấy câu vậy thôi. Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang. 2, 3. Thở vào thở ra là hoa
là núi vững vàng, nước tình lặng chiếu không gian thênh thang. Hình như thở chưa nổi hay sao? Hai ba, thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tình lặng chiếu không gian thênh thang. Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tình lặng chiếu không gian thênh thang. Mình có thể lấy cái bài này mình làm cái đề mục để mình thở. Thí dụ mình hít vào mình nói thở vào, mình thở ra mình nói thở ra. Hít vào là hoa, thở ra tươi mát. Hít vào là núi, thở ra vững vàng. Hít vào là gì nữa? Nước tĩnh, thở ra lặng chiếu. Hít vào không gian, thở ra thênh thang. Bài này nó giúp cho mình, tại vì cái tâm của mình thường hay lăng xăng. Bây giờ biểu nó đem nó trở về thì phải có phương pháp. Bây giờ thí dụ mình ngồi mình hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, đếm tới 10 chúng ta bỏ, chúng ta đếm ngược lại. Thì cái trường hợp đó gọi là sổ tức quán. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Đếm hơi thở để giúp cho mình trụ cái tâm cũng được. Còn nếu không là mình thở vào biết rõ đây là hơi thở vào, thở ra biết rõ đây là hơi thở ra. Thì trường hợp này gọi là tùy tức. Tùy là mình theo nó, tức là hơi thở, tức là mình không cần đếm, thấy không? Nó vào, ra biết ra, gọi là tùy tức. Còn hồi nãy mình đếm gọi là sổ tức, thấy không? Thì á, có một cái cách nữa là như hồi nãy vậy đó. Thí dụ như mình hít vào A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhưng mà không cần mình phải cố gắng. Không phải cần nha. A Di Đà Phật. Nó mệt lắm, phải không? Mình cứ thả lỏng cái hơi thở mình tự do. Khi nào nó ra mình niệm A Đà Phật, khi nào nó vào mình A Di. Hoặc là mình lấy cái bài hát hồi nãy đó, đó là một bài thơ để phổ nhạc. Chứ đầu tiên là bài đó để giúp thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng. Như vậy là mình ngồi được 10 phút, 20 phút, tâm mình an tịnh với một cái đề mục. Tâm mình không bao giờ, có nhiều vị hiểu lầm á, nói ngồi thiền đến khi nào mà tâm trống rỗng, liên tu bất tận. Cho nên bây giờ chúng ta tập cái suy nghĩ của mình một việc thôi, việc nào một việc thôi. Cho nên mình ăn biết mình ăn, uống biết mình đang uống, ngồi biết mình đang ngồi, đi biết mình đang đi. Việc gì mình làm mình biết mình đang làm việc đó, thì nó giảm đi cái sự phân tâm. Mà giảm đi sự phân tâm thì trí nhớ mình không bị quên. Mình hay quên là tại vì mình lo ra nhiều quá. Việc này đang làm thì lại nghĩ việc khác, việc khác đang làm nghĩ việc kia. Thế giờ mình nói trời ơi, lát nữa tôi đi nấu cơm mà không biết nấu cái gì ta. Ngồi đang ngồi cái này thì lại nghĩ chuyện nấu cơm. Tới khi vô nấu cơm thì lại lo chuyện khác. Cho nên nhiều khi mình nấu cũng có cơn lắm. Có bữa ngon bữa dở vậy đó. Mình không có đem cái chánh niệm mình vào trong cái việc làm của mình. Đại ý là như vậy. À, bây giờ chúng ta bắt đầu vào buổi sinh hoạt ha, bằng chúng ta niệm Phật. Mời đại chúng.
Năm 2024, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân thuộc thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong cái dịp khóa tu cho tăng ni đồng hương Phật tử An Bằng, Huế. Và Pháp Hòa được về đây 2 ngày vào hôm qua và ngày nay để cùng sinh hoạt với đại chúng. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Tối ngủ được không? Mình lên đây mình thấy một không gian rất là tươi mát, phải không? Rất là mát mẻ. Mà trời mà mát mát này nó cũng dễ buồn ngủ lắm. Nhất là mới ăn no đó. Gió hiu hiu. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng về cái cách mình thực tập mình thở. Quý vị, mình điều hòa cái hơi thở của mình. Và tại sao Đức Phật lấy hơi thở làm cái đề mục để chúng ta ngồi thiền? Bởi vì cái hơi thở là cái quan trọng nhất cho con người. Bây giờ đại chúng nghĩ coi cái gì mà gần với mình nhất? Hơi thở. Và cái gì quan trọng nhất đối với mình? Là hơi thở. Tại vì nếu mà mình ngưng thở thì tất cả những sự việc mà chúng ta sắp xếp, chúng ta chuẩn bị, tất cả đều sẽ tan theo mây khói hết. Thành cả một sự nghiệp lớn lao, nó không lớn lao bằng hơi thở của mình. Mặc dù hơi thở mình nó làm sao? Nó rất nhỏ bé. Nó chỉ có cái hít vào, cái thở ra thôi. Nhưng mà trên thế gian này, người giàu cũng phải thở, người nghèo cũng phải thở, xấu cũng phải thở, đẹp cũng phải thở. Bất cứ ai trên cõi đời này đều cũng phải thở. Tại vì nếu không thở là chết. Cho nên người xưa mới có, người ta mới có cái bài thơ, quý vị nhớ không? 100 năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở nước ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa nữa như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Trăm năm trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra, phải không? Cho nên hơi thở rất là quan trọng. Và giờ cái căn bản nhất, cái basic nhất, cái căn bản nhất của chúng ta là mỗi ngày chúng ta tập thở. Mình ngồi trên ghế cũng được, ngồi dưới đất cũng được. Mà thậm chí giờ nào quý vị đi ngủ, quý vị muốn đi vào giấc ngủ cho dễ dàng, quý vị tập thở. Thí dụ mình nằm buông xuôi toàn thân, rồi mình để tay mình có thể xuôi xuống cũng được, hoặc mình để tay trên bụng của mình cũng được. Rồi mình nhắm mắt lại, mình để cho hơi thở tự nhiên vào ra. Mình có thể quán ở cái bụng của mình phồng xẹp. Khi mình thở ra thì bụng mình nó làm sao? Nó xẹp hả? Xẹp hay phồng? Xẹp. Thở ra thì phồng. Thì mình để phồng xẹp. Rồi bắt đầu mình thở vào, cái mình nghĩ tới con mắt của mình. Thở vào, cảm ơn đôi mắt. Thở ra, cảm ơn đôi mắt. Mắt của mình nó làm việc cho mình 24/24. Mà chưa bao giờ đòi hỏi một cái gì. Mà mình nhiều khi nó đâu có muốn thấy quýt ai đâu. Tự nhiên mình thấy người ta cái mình bắt nó phải lé. Thì nó cũng phải nghe lời mà nó lé một cái. Rồi cái con mắt của mình cũng vậy. Rồi mình
nhìn tới lá phổi của mình, gan của mình. Quý vị mình nhìn vô bên trong, mình thấy toàn thân của mình, từ cái lỗ tai cho đến phổi, gan, tim làm việc cho mình suốt. Từ khi mình có mặt trong bụng mẹ, nó bắt đầu đã làm việc cho mình, đúng không? Nếu mà nó ngưng ở trong đó là mình cũng chết rồi. Khi mình tưởng hình, mình đã có mặt trong bụng mẹ, mình tưởng hình thì bắt đầu tim, gan nó làm việc. Làm việc cho đến khi mình ra đời, và mình đeo đuổi người này, mình khen tặng người kia, mình đủ cách đủ kiểu, nhưng chưa bao giờ mình có thời gian mình trở về, mình tri ân tất cả những gì trong cơ thể của mình, mặc dù nó làm việc cho mình suốt. Nhất là tim của mình. Tim của mình nó làm việc mà mình ngủ nó cũng đâu có được ngủ đâu. Nó ngủ là mình tiêu rồi. Cho nên mình ngủ nó vẫn không ngủ, nó vẫn làm việc. Và đôi khi mình còn, đó là mình nói là mình sống bình thường, nếu mình dở hơn nữa là mình còn đem vào những độc tố để mình đánh phá lá gan của mình, lá phổi của mình. Ví dụ như lá phổi mình nó sống trong lành vậy đó, nhưng hàng ngày mình lại đem bao nhiêu cái độc tố như là khói thuốc. Rồi gan của mình nó đang sống cho mình như vậy đó, thì mình đem vào những cái chất cay nồng để mình hại lá gan của mình. Nhưng mà đến một ngày nào đó nó chịu hết nổi rồi thì nó sẽ biểu tình và bắt đầu nó buông xuôi. Nó buông xuôi thì gan bắt đầu, gan mình hư, phổi mình hư, thì chừng đó mình buông tay, mình chịu chết. Tại vì gan với thận mà nó hư là mình coi như là cơ thể mình là cái nguồn máy sống nó đã mất dần đi rồi. Cho nên mình tu tập á, là để mình có một cái chánh niệm. Vậy thì nhà Phật dùng cái chữ chánh niệm là gì? Là một cái ý thức sâu sắc về cái cách sống của chúng ta. Về cách sống của mình sống như thế nào? Trước hết là mình có tổn hại cho mình không? Mình có tổn hại cho mình không? Trong khi đó hàng ngày mình sống tổn hại cho mình, nội tâm, nội tạng của mình bằng những độc tố. Rồi mình tổn hại nội tâm của mình cũng bằng những độc tố, bằng những câu chuyện thị phi, bằng những vấn đề khổ đau trong cuộc sống chúng ta tiếp xúc. Chúng ta làm cho nội tâm mình bị nội thương, mình làm cho nội tạng của mình bị hư hao vì cái cách sống của mình. Đó là mới nói cho mình thôi. Đó là mình. Rồi sau khi đó rồi mình bắt đầu sống, mình bắt đầu làm khổ người khác. Rốt cuộc mình nói cuộc đời là khổ, mà thật sự nó khổ là tại vì chính mình đi gieo rắc và tạo tác những cái khổ. Chứ cuộc đời nó cũng hẳn khổ đâu, nếu chúng ta biết cách sống. Mặc dù ví dụ nè, đường đi trên đây nè, có đồi, có dốc, có này có kia, nhưng mà người biết đi thì đi đâu? Ta lựa đường nào không có trơn trợn ta đi chứ. Mặc dù đó nó sẵn những con đường trơn trợn đó, nhưng tự mình phải ý thức biết được đường nào trơn trợn mình né đi. Cuộc sống cũng thế. Nói đời là khổ, nhưng mà nếu chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn đi với cái khổ đó một cách nhẹ nhàng. Thí dụ như mình ăn ớt là cay, nhưng mà mình biết nó cay thì mình phải cắn nó làm sao. Cắn một trái ớt làm sao mà nó vừa cái khẩu vị cay của mình, mà nó không có làm mình bị quá cay đến nỗi mất vị. Thậm chí đâu có ai cầm trái ớt ăn không đâu. Lùa miếng cơm vô miệng thì mới cắn miếng ớt để chi? Để nó hòa quyện với thức ăn, nó không làm quá cay. Nghĩa là mình ăn ớt là mình thích cay, nhưng phải biết cách cắn ớt để ăn cay làm sao mà nó ngon, chứ nó không có bị nóng quá, cay quá, nó làm mình mất vị. Vậy thì cái chánh niệm mà Đức Phật dạy cho chúng ta, Đức Phật được gọi là Phật, nghĩa là con người sống chánh niệm trọn vẹn. Còn mình thì cũng niệm nhưng mà niệm không chánh. Mình ngồi đây mình niệm khác không? Và mình đang ăn thì mình lo việc khác, đang lái xe lo việc khác. Mà mình lúc nào cũng sống đeo đuổi. Thí dụ mình nói tôi trông cho tới ngày mai, nhưng mà ngày mai tới rồi thành hôm nay, mình nói lại ngày tôi trong ngày mai.
Cho nên rốt cuộc mình chỉ sống với ngày mai, mà thiệt sự ngày mai không có. Ngày mai là cái tên gọi thôi. Còn cái mà thật có là ngày nay. Thí dụ ngày hôm qua là thứ năm, thứ tư, mình nói ngày mai là thứ năm. Đó, bây giờ rồi, bây giờ thứ năm nó có mặt rồi nè, mà mình đâu có gọi ngày mai, mình thì gọi là hôm nay. Như vậy ngày mai chỉ là cái tên gọi thôi. Ngày mai chỉ là tên gọi, còn cái thực mình đang sống là mình sống với ngày nay. Cho nên ngày hôm qua mà nếu ai sống trọn với ngày nay á, thì bữa nay thứ năm nó tới rồi, thành ngày nay rồi đó, thì mình biết cách sống với ngày nay. Cho nên có một vị thiền sư đang ở chùa tu, có người tới hỏi ngài: bạch hòa thượng ở đây bao lâu rồi? Hòa thượng trả lời: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Chuyện quá khứ đã xong, chuyện tương lai thì chưa tới, và cái gì đang ở trước mặt mình hiện tại. Mà chúng ta thì quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, mà hiện tại thì sống lững lơ, sống không biết mình đang sống, ăn không biết mình ăn, nói không biết mình đang nói gì. Cho nên rốt cuộc rồi mình là một người sống sai chết mộng. Giống như ngài Trần Thái Tông nói mình là túy sinh mộng tử, sống như người say, chết như người mộng. Vậy thì mình tu để làm gì? Mình tu tập để mình có cái biết được cái cách trở về, nhận diện cái hiện tại, nhận diện những gì đang xảy ra, có mặt trong giây phút này, để chúng ta sống trọn vẹn với nó. Có nhiều khi mình có 24 giờ, nhưng mình đã không để 24 giờ này nó thật sự nó có ý nghĩa, mà chúng ta đã sống thờ ơ, quên lãng, ngày một hết mà chưa được gì hết. Cho nên ngài Trần Thái Tông cũng có bài thơ: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Lưỡi mình thì vướng vào cái vị ngon, lỗ tai mình thì vướng vào cái âm thanh. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Mắt thì chạy theo sắc tướng, mũi thì chạy theo mùi vị. Rốt cuộc mắt, tai, mũi, miệng gì mình chạy mất đất hết trơn. Mình sống đây mà mắt tai mình nó đi rong hết, không? Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày đã hết, quê đã xa. Quê mình là quê gì? Là cái chỗ bình an của mình. Mỗi ngày mình càng lao tới cái chỗ khó khăn. Tại vì sao? Tại phóng lao thì phải theo lao. Hồi xưa người ta lấy cái cây lao, người ta phóng cái, thì ta muốn biết con cây lao nó chạy tới đâu thì mình phải chạy theo để mình nhắm con cây lao nó rớt chỗ nào. Cho nên cái câu nó nói phóng lao thì phải theo lao, nghĩa là mình phóng nó ra một cái rồi mình phải rượt theo. Cũng giống như là người ta săn bắn vậy đó. Người ta lấy cái cung, người ta bắn con thỏ rồi cái thì người ta phải chạy đi tìm coi cái mũi tên người ta nó rớt chỗ nào. Thành ra mình cứ chạy như thế. Mà hết một ngày, bây giờ mình nhìn lại, mình hết mấy mươi năm rồi, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Đó, mình nhìn lại mình thấy được mất bại thành. Suốt mấy mươi năm nay có những lúc mình có rất nhiều tiền trong tay, xoay qua xoay lại tiền hết trơn. Cái mình nói là gì đây? Tiền là bạc, tiền nó bạc. Đó, xe thì cổ, máy thì móc, tàu thì bè. Cái nào nó cũng có cái của nó. Cho nên chánh niệm là một sự trở về, sống sâu sắc với những gì chúng ta đang có. Trước hết là chúng ta phải nhận diện mình đang có cái gì. Mình đang có được một cuộc sống, mà nhất là cái cơ thể của chúng ta. Có một vị Bà La Môn đó đến gặp Đức Phật. Thì ông hỏi Đức Phật là cái phép căn bản nhất để mình có được cái sự bình an là gì? Thì Đức Phật nói, Đức Phật nhìn ông, Đức Phật nói buông. Thì tại lúc đó ông đến gặp Phật mà ông có cầm một số vật dụng trên tay á, ví dụ như là cái giỏ, cái gậy, cái nón, cái gì đó.
Thì ông Phật nói buông, cái ông thả cái giỏ xuống. Thì Phật buông, cái ông lấy cái nón để xuống. Phật biểu buông nữa, cái ông lấy cái mắt kiến mát ông bỏ xuống. Buông riết, cái ông không còn gì ông buông hết nữa. Phật nói buông, cái ông nói dạ hết gì để buông rồi. Phật mới nói tôi đâu có nói ông buông cái đó. Cái mà tôi muốn nói với ông buông là buông cái gì? Buông cái sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu trần là sáu cái đối tượng của nó, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi sáu cái thức tức là sáu cái phân biệt của nó. Ví dụ như con mắt mình là căn. Cái này là cái đối tượng của con mắt. Cho nên con mắt mình nhìn cái bông này thì mình nhìn thôi, tại vì nó có sắc, nó có tướng. Thì con mắt mình có cái căn mà mình thấy thì mình phải nhìn. Nhưng mà cái gì để mình nói là cái này là cái gì? Cái thức, cái nhận thức và phân biệt. Cho nên mình nhìn cái này là cái, lấy con mắt nhìn này, cái thức mình nó phân biệt liền. Nó nói cái này là hoa mẫu đơn. Đó. Chứ còn nó nhìn chung là hoa thôi. Nhưng mà cái chữ mẫu đơn đó, nói mẫu đơn này màu lạc hơn mẫu đơn kia, mẫu đơn này nhỏ hơn mẫu đơn kia, và mẫu đơn này đẹp hơn là hoa hồng. Rồi nhìn này, ô này hồng dại, vân vân. Vậy thì cái gì mà để cho mình nói được từng món cái nhận thức và phân biệt của mình? Chứ còn bản chất mình có con mắt thì nhìn nó là cái sắc thôi. Nhưng mà chính khi chúng ta đọc được từng tên, đây là chuông, kia là mỏ, cái này là gì gì, là cái thức. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta lấy con mắt nhìn cảnh phân biệt, lấy lỗ tai nghe tiếng phân biệt. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây, mở dưới kia ai mở nhạc đó, cái mình để ý mình nghe rồi sao giống Chế Linh quá vậy. Rồi sao mình nghe rồi mình hơi đoán đoán gì phải không, cái nghe kỹ cái hình như không phải á. Này Chế gì á. Ví dụ vậy. Cho nên nghe tiếng âm thanh phân biệt là mắt rồi, tai, mũi. Ngồi đây mà nếu dưới bếp mà nấu gì bay lên á, hình như trưa nay ở dưới cho mình ăn cà ri. Mặc dù mình chưa ăn nhưng mà ngửi mùi, nhận thức và phân biệt. Như vậy thì sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì hôm nay đại chúng vào trong này, mình có đem sáu căn của mình theo không? Sao không? Không có, không có lấy gì nhìn. Rồi mới vừa nghe cái gì trả lời đó. Như vậy là mình vô đây mình có đem sáu căn mình theo không? Có. Mình đem mắt, tai, mũi, miệng mình theo. Mà cái người nói không mà trả lời nhanh nhất nữa chứ. Như vậy là rõ ràng mình có mang căn, nhĩ căn theo. Mình có mang nhĩ căn, mình có nhĩ căn với mình. Cho nên cái tiếng nó vừa phát lên là mình trả lời và nhận thức liền. Vậy cái gì mà nhận thức là không với có? Nhận thức câu hỏi. Đó là một câu hỏi, cho nên mình mới trả lời theo câu hỏi là không và có. Như vậy sáu căn mình đi tu mình vẫn đem theo. Nhưng mà bây giờ á, mình đem theo để mình nhìn, mà không phải cái đối tượng thường ngày mình hay nhìn nữa. Mà bây giờ mình nhìn Phật, nhìn cái cảnh thánh thiện, nghe cái tiếng thánh thiện, ngửi cái mùi chai lạc, nếm cái vị chai lạc, nhận thức cái sự chai lạc. Như vậy thì mình chỉ đổi cái đối tượng thôi, chứ đâu có phải là mình tu rồi mình bịt hết luôn, phải không? Cho có cái bộ tượng á, có bộ tượng ba con khỉ á, nó bịt miệng, bịt mắt, bịt tai, còn có con nó ngồi nó khoanh vậy nè. Hỏi là cái gì vậy? Vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn nói, nhưng mà trong cái chánh niệm. Hay là cái con nó một biểu tượng chứ gì? Nói, nghe, thấy bằng tất cả cái sự ý thức của mình. Cho nên bây giờ mình vô đây mình vẫn thấy, nhưng mình đâu còn thấy những cái tướng gì ở ngoài đời mình thường thấy nữa đâu, những cái ngày thường mình sống ngoài nữa đâu. Vậy thì vô đây có buông không? Mình vẫn buông, mà buông cái làm cho mình nhiễm ô,
để đổi qua thành một cái sự thanh tịnh. Như vậy tu tập á, là một sự hoán chuyển. Mình gọi là chữ tu đó. Tu là sửa, tu là sửa đổi. Thì trước kia mình nói mà mình nói không có chánh niệm cho nên nói người ta buồn. Bây giờ mình vẫn nói nhưng mà nói cho người ta vui, nói cho người ta hạnh phúc. Ở nhà nếu mà giờ này nè là mình không đi làm á, nếu mình ở chỗ làm được quyền mở lên là bắt đầu mở pháp lên nghe. Đó là nói tu ha. Còn nếu không có là mở nhạc nghe. Còn không là giờ này ngủ chưa dậy. Mình vẫn còn đang ngủ. Và thậm chí mình sống một cuộc sống rất an nhàn theo cái cách sống của người hằng ngày thế gian. Còn vô đây, hồi tối hôm qua mấy giờ đi ngủ không cần biết. Nhưng sáng nay 5 giờ đã chuông đã báo đầy chùa hết rồi. Chẳng những cái chuông ngay cái cây nó thỉnh lên xong rồi con ông cặp chuông lắc đầy phòng hết. Cho nên không muốn thức cũng phải thức. Rồi xong đợt 1, 5 giờ rưỡi lắc lần thứ 2. Vì nại mình lên chánh điện. Hồi nãy mình thức rồi, rửa mặt xong rồi, giờ ngồi gật lên gật xuống chờ tới giờ. Lên đây ngồi thiền tụng kinh. Như vậy thì mình đi vào cái sự tu tập á, là để mình điều phục 6 căn của mình. Rồi sáng sớm bắt dậy, mở mắt tụng kinh, nghe kinh, ngồi thiền. Chuyển đổi thôi. Chuyển đổi thôi. Như vậy thì chúng ta là cái người ý thức. Mình biết mình đang có những cái gì và xưa nay mình sử dụng cái gì. Bây giờ mình tu tập là mình thay đổi cái cách thôi chứ không có gì hết. Chứ có nhiều vị nói thôi quy y rồi chắc là khó khăn lắm. Không chừng phải ăn chay bao nhiêu ngày, đi chùa bao nhiêu ngày, một tuần một lần vân vân. Cái đó là tùy mình phát nguyện. Nhưng mà cái chính là kể từ khi mình quy y, mình đã biết cách chuyển đổi cái cách sống của mình. Chuyển đổi cách sống của mình. Cho nên mình đoạn thì chưa được, nhưng bắt đầu có cái phần hộ trì, có cái phần chế ngự. Đức Phật có dạy con người chúng ta có 4 việc. Một là mình gánh, 2 là mình mang gánh, 3 là mình nhân duyên của cái gánh, 4 là mình buông cái gánh. Thường thường gánh á, nhà Phật biểu tượng cho một cái sự chấp trước, một cái sự dính mắc. Cho nên trong cái đoàn Tây Du Ký á, trong Tây Du Ký á, Ngài Huyền Trang là sư phụ, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Mà trong cái đoàn đi 4 người đó, ai là người luôn luôn gánh mọi thứ đi phía sau? Sa Tăng. Mà Sa Tăng là trong 4 người, ai là người ít nói nhất? Sa Tăng. Người nói nhiều nhất là Ngộ Không và Trư Bát Giới. Tại vì sao biết không? Trư Bát Giới là tượng trưng cho tham. Tham tiền, tham sắc, tham ăn, tham ngủ. Mà Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Có phải là giữa bản năng và cái trí nó luôn luôn nó làm sao? Nó conflict á. Nó nói chuyện với nhau. Ví dụ nha. Ví dụ như là mình trong lòng mình cũng có tham. Nhưng mà cái lý trí mình nó không biết làm vậy có nên không? Thì cái tâm tham nó không sao đâu, chắc được mà. Chút chút chứ không sao đâu. Rồi cái nó nói nữa, nhiều khi mình ăn cắp của ai đó thì mình thấy không được, thì cái bản năng tham nó không sao đâu, nhiều khi mình lấy mình bố thí cũng tốt mà. Hiểu ý không? Tức là thường thường trong đầu mình có vậy chứ nó tranh đấu nhiều lắm. Thì bản năng và lý trí, cho nên trong cái đoàn hành, trong cái đoàn đi thỉnh kinh đó, giữa tham và cái trí nó luôn luôn nó conflict, nó luôn luôn nó điều khiển với nhau. Nhưng mà cái người mà ít nói mà luôn luôn gánh trong đoàn đó là Sa Tăng. Và con người đó là tượng trưng cho cái chấp trước, ôm ấp. Thường thường người mà ôm ấp
dính mắc, họ ít nói lắm. Thường thường mà họ, thí dụ trong một gia đình đó, cái người mà họ chịu, họ sống nội tâm, họ chịu đựng mọi thứ trong gia đình, thường người đó ít nói, và hầu như cái gì họ cũng gom để trong lòng. Cho nên sa tăng là tượng trưng cho một cái tâm thức của sự dính mắc chấp trước. Và chính vì vậy cho nên mới gánh. Cái gánh đó là biểu tượng, biểu tượng của một cái sự ôm ấp, gánh chịu trong suốt cuộc sống. Và cái người thầy như là Ngài Huyền Trang là biểu tượng một con người bình thường như mình. Trong một con người bình thường này, chúng ta có ba thứ: tham, sân, si. Tham là bát giới, sân là ngộ không, và si là ngộ tỉnh, là sa tăng. Và chính ba cái bản chất đó nó có sẵn trong mỗi con người bình thường của chúng ta. Người tu cũng có, người không tu cũng có. Nói chung là chúng ta có mặt như một con người thì chúng ta vẫn có tham, sân, si. Nhưng mà mình cao hơn là mình biết hướng tham, sân, si về cái chỗ thiện. Cho nên mình mới tìm chùa, tìm tới khóa tu, như là thầy trò Huyền Trang tìm Tây Phương để đi thỉnh kinh. Tại sao ông đi khác mà đi làm một cái việc đi tới Tây Trúc để thỉnh kinh? Vậy thì quý vị lấy một tuần lễ nghỉ, đi làm lấy một tuần lễ nghỉ để đi tìm về cái đạo tràng mà tu như vậy, quý vị không phải là một hành giả đi thỉnh kinh sao? Rồi có vài Phật tử trong suốt 2 ngày nay nè, xin nghỉ lễ nè, có nhiều khi xin hết được rồi, call in, em busy, em sick gì đó. Để về đây buổi sáng để dự pháp thoại nè. Như vậy là mình, trong con người mình, nó có tham sân si. Nhưng mà tham sân si này bắt đầu biết chuyển hướng, cho nên đi tìm tới cái chỗ cao đẹp để mà tới. Nhưng mà cái đoạn đường để tới Tây Phương là một quá trình thử thách không đơn giản. Đó, bây giờ quý vị nhìn coi, từ lúc mình có mặt trong cuộc đời này tới bây giờ đó, mình chọn một cái gì mình sống coi, có phải là một quá trình đi ra. Chọn một cái máy gia đình, mình lập gia đình cũng phải một quá trình, chứ đâu phải lấy người đó cái mình hạnh phúc liền đâu. Có lúc mình cũng phải nhích bên giường chút mới có hạnh phúc được. Chứ mình mà cương lên, mình gây gỗ nữa thì là mất vui. Cho nên đôi lúc cũng phải nhịn chút để có được cái niềm vui cho ngày hôm đó. Nhiều lúc phải nhường chút để ngày hôm đó nó yên nhà, yên cửa. Chứ ai mà không ham nói. Nhưng mà mình nói nhiều quá mình cũng cảm thấy mình mệt quá, thôi nín chút đi cho nó yên. Có nhiều khi mình cũng mệt lắm chứ, nhưng mà mình phải ráng chút đi. Tại vì đây là bổn phận của mình, mình chấp nhận là một cái bổn phận này rồi thì phải làm. Như vậy mình cũng có một cái gánh, phải không? Phật nói mình có cái gánh. Vậy thì chúng ta đều là những người đang gánh, chứ không phải không có gánh nào nha. Đang gánh hết đó. Gánh nặng, gánh nhẹ, gánh ít, gánh nhiều, đều có cái gánh hết. Mà cái gánh đầu tiên mà chúng ta đang có là gì? Đó là cái gánh của cái thân ngũ uẩn này: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngồi đây chúng ta có sắc thân không? Rồi nếu mà cái sắc thân này nó khỏe thì mình cũng gánh nó, nhưng mà nó nhẹ hơn chút. Mà bữa nào mà cái gánh này bắt đầu nó xuống dốc rồi thì bắt đầu mình gánh nặng chút. Chứ đâu ai không gánh đâu. Hồn khỏe đó, mình còn khỏe đó, cũng cái gánh đó mình gánh đi nhẹ nhàng lắm. Tự nhiên giờ bắt đầu lớn tuổi chút rồi, cái gánh này thấy nó hơi nặng nề. Bây giờ đi lên, hồi xưa mình đi cầu thang mình khỏi cần nhịn ai xuống một thoải mái. Bây giờ mỗi lần lên cầu thang phải kiếm chỗ cầm nắm từ 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 lên đó. Giờ gánh lên hơi nặng rồi đó, rồi gánh xuống cũng phải đỡ chứ không thôi nó tuột dốc. Như vậy thì chúng ta đều có cái gánh, mà trước hết là cái gánh sắc thân của mình, chưa nói cái gánh mắt, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là gì? Cảm thọ. Bây giờ đây chúng ngồi trong phòng này,
Quý vị có cảm thấy dễ chịu không? Không nóng, không lạnh, đang rất là dễ chịu. Đây là cảm thọ. Cảm thọ này gọi là cảm thọ trung tính, neutral, không nóng không lạnh. Nếu mà mình cảm thọ khác đi á, gọi là cảm thọ nóng hoặc là cảm thọ lạnh. Hay là chúng ta đang cảm thọ vui, chúng ta cảm thọ khổ và cảm thọ trung bình. Thí dụ như có những vị hiện tại bây giờ không có buồn phiền, không có vui mừng, mỗi việc trong tâm rất là bình thường. Đây là cảm thọ trung tính. Nhưng mà ngày mai một lát nữa mình đi ra, mình xoay lại, mình thấy cái áo lạnh của mình máng ở đó bị ai lấy nhầm rồi đó, là bắt đầu mặt mình tái xanh lên hết rồi. Không phải là mình tiếc cái áo không, mà trong ta trong cái áo đó có cái bóp của mình, có cái bằng lái xe của mình, hay là có cái thẻ của mình. Vui lắm, ngày hôm qua có ông cô, cậu gặp phong cậu nói thầy đền đôi dép cho con. Hỏi vụ gì? Tị rồi con qua Houston con gặp thầy á, thầy kêu con vô, cái con vô thăm thầy ra mất đôi dép. Hôm qua đi về, đi vòng vòng coi chừng con cọp nó tha lên núi. Thì bây giờ Đức Phật dạy nè, chúng ta đầu tiên ai cũng sẽ có một cái gánh. Và cái gánh đầu tiên chúng ta có chính là cái thân này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Để đó là chưa nói trong cuộc sống của mình, mình lấy cái gánh này, mình tạo thêm cái gánh mới là một ông chồng, một bà vợ. Xong cái thấy buồn buồn quá, thêm mấy đứa nhỏ nữa, thành nguyên gánh. Có phải không? Tự một mình có cái gánh mình là một cái thân mình rồi, nhiều khi lo này chưa xong nữa, còn lấy mắt ngó nhìn ta đi kiếm gánh thứ hai nữa. Bắt đầu mình bắt đầu gầy dựng thêm một gánh nữa. Xong gánh này rồi, cái bắt đầu có gia đình nữa. Nói em, con mình giờ đông quá, hai vợ chồng làm không đủ, thôi chắc mình phải đầu tư gì thêm em. Cái mình làm thêm một cơ sở làm ăn, thêm một, thêm gánh. Có phải không? Vậy thì trong cuộc sống mình á, tự mình sanh ra đã có một gánh. Đó là cái thân ngũ uẩn của chúng ta đây, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giống như thầy trụ trì ở đây vậy nè, hồi đó thầy còn đi học, lúc đó Pháp Hòa đi giảng rồi, lâu lâu hỗ trợ cho thầy đi học. Rồi sau này học xong, Pháp Hòa góp ý, nói thôi thầy Tịnh Mạng ơi, thầy có cái sở học, thầy có bằng cấp, thầy có sở học, còn như Pháp Hòa đây là dốt toàn tập, từ tập 1 tới tập cuối dốt, không có đi học, cho nên đành mang cái kiếp dốt. Nhưng thầy có cơ bản thầy đi học. Thôi thầy đừng có lập chùa làm chi, bây giờ thầy kiếm cái thất thầy ở, rồi thầy đi giảng, thầy đi các đạo tràng, thầy chỗ nào tổ chức khóa tu thầy giảng. Nhưng mà cuối cùng á, thì thầy không có làm cái cứ phương án đó, mà thầy bắt đầu gây cái gánh này. Bắt đầu thầy mua cơ sở này, rồi bắt đầu thầy dấn thân vào cái cơ sở này. Mà khi có cái gánh này rồi thì cái chuyện kia nó phải hạn chế. Bây giờ một mình một bóng mà làm sao thông dong mà xách giỏ đi giảng được. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên mình ai cũng sẽ có một cái gánh của mình. Nhưng mà rồi nếu chúng ta tùy theo mỗi gánh nặng nhẹ, nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình thấy, Đức Phật chỉ cho mình thấy là đầu tiên mình sanh ra có mặt trong cuộc đời này là mình có cái gánh trước mắt của mình trong cơ thể mình, đó là cái thân này mình phải gánh. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là ngũ uẩn. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta đi gầy dựng thêm những cái gánh khác. Rồi mình có một cái gánh thứ hai, chính là cái gánh, là cái mang gánh này nè. Ngoài cái sắc thân này sanh ra rồi, có ngũ uẩn sắc thân rồi, như bây giờ bắt đầu phải đặt, làm một cái giấy khai sanh, đặt cho nó cái tên, phải không? Bắt đầu có tên rồi, bắt đầu từ khi nó có tên bắt đầu có tuổi. Năm thứ nhất ăn thôi nôi, năm thứ hai ăn sinh nhật,
ăn mấy chục cái sinh nhật luôn. Tên thì cũng có, tuổi thì cũng có, gọi là tên tuổi. Cho nên đâu cần đợi làm ca sĩ mới có tên tuổi đâu. Vừa sanh ra là đã có tên, có tuổi rồi. Ngày sanh tháng đẻ. Rồi chúng ta có tên họ, đó là chưa nói gia đình. Rồi ăn uống theo khẩu vị nào, theo phong hoa, văn hóa tập tục nào. Mình bắt đầu có cái gánh thứ hai. Đó, gánh thứ hai là mình xây, là mình có tên, có giấy khai sanh, và có bắt đầu sống bằng cái cách đếm tuổi. Rồi bắt đầu mình tạo dựng cái gánh của một cái gia đình riêng của mình. Cái gánh đó Phật gọi là gánh và mang gánh. Mình sanh ra mình có gánh thôi. Bắt đầu mình mới mang lại, hỏi anh mang họ của ai? Nói dạ con mang họ mẹ, con mang họ cha, con mang tên đó, con mang tuổi đó, con mang cái văn hóa đó. Tức là lúc nào mình cũng có một cái mang, gánh xong rồi mang. Người ta lâu lâu mỏi quá đó, thả cái gánh xuống. Nhưng mà phải biết cách thả nha. Thả không biết cách lát đó, phải dùng sức nâng gánh lên cực lắm. Ở Việt Nam mình đó, ta cắm cái gánh xong người ta thả cái gánh xuống phải không? Tới hồi mà muốn nâng nó lên trở lại thì phải cúi người xuống. Cúi người xuống để đưa cái gánh này lên nữa, dùng sức. Pháp Hòa đi qua những cái nước khác, người ta có cái cách thả gánh hay lắm. Người ta gánh phải không? Trên cái đầu gánh đó, trên cái đòn gánh đó, người ta cột ở trên lại để cho cái gánh, cái đòn, cái cây nó đừng có tuột xuống. Rồi trong khi mà đi á, trong khi đi là người ta có cầm theo một cái cây để người ta làm cái chân thứ ba, người ta đi cho đỡ mệt. Khi nào người ta mệt á, người ta dừng lại, người ta để cái gánh nó xuống, thì cái cây này nè, người ta đưa nó vô giữa để nó chống cái cây ngang, cái cây gánh. Để một lát người ta chỉ cần đứng đó, đứng yên đó, đưa cái vai vô, nâng gánh lên thôi. Không cần phải dụng sức như hồi xưa, hồi nhỏ Pháp Hòa thấy người ta phải khom xuống trở lại rồi để nâng cái gánh lên lại. Già rồi phải có cách. Không, người ta nói á, mình á, mình đã dùng sức riết á, mình mệt lắm. Khi nào mình không còn sức nữa, phải dùng gì? Dùng thêm cái trí để phối hợp với cái sức. Tại vì mình dùng sức không là mình sẽ kiệt sức. Giống như mình cái bàn nó nặng quá, mình không có lấy sức, mình lôi sao lôi nổi. Mình không có thì mình lấy, mình đẩy nó. Lấy người mình nhích nó chỗ này chút, nhích chỗ kia chút, nhích từ từ xuống tới dưới chân mình lôi lôi không nổi. Nhưng mà nhích nó từ từ rồi nó đi. Thật ra cái Đức Phật nói là mình có cái gánh. Và bắt đầu mình mang gánh. Mang gánh tức là tên, họ, ngày sanh, văn hóa, ăn uống, cuộc sống của mình. Mà thưa đại chúng là mình có bắt đầu cái tên hồi lúc mình mới sanh ra đó. Đâu có ai kêu mình tên gì đâu. Kêu thằng bé, thằng cu, nhỏ vậy đó. Lớn lên cái bắt đầu mình dính cái tên đó. Lúc nhỏ ai kêu tên mình chưa quen. Rồi người nhà bắt đầu đặt cho mình cái tên, rồi mỗi ngày gọi mình cái tên đó. Gọi riết cái bắt đầu mình đi theo cái tên đó, mình lớn lên, dần dần lớn lên và mình dính vào cái tên đó. Ai mà gọi mình trật là không trúng, là cự liền. Như vậy mình biết cái tên đó là giả, biết không? Mình vẫn biết là giả đúng không? Nhưng mà nếu mà ai nói cái gì mà có tên mình cái coi, là mình chạm liền. Thậm chí người ta đang nói gì đó, cái mình đi ngang mình nghe cái nó, ê, nói gì có tên tôi vậy? Mặc dù ta không có chính thức, nhưng đi ngang thôi. Hoặc là mình nghe người ta nói gì, mình ngóng mình nghe coi nói gì mình trọng không? Như vậy thì mình bắt đầu dính vào những cái gì mà chúng ta có. Thật ra cái ngày sinh của mình đó, nó là chúc mừng sinh nhật. Nói cho đúng ra là xin chia buồn sinh nhật. Thêm tuổi mà buồn vui gì. Phải không? Mỗi gì mình hay hát cái bài á, gì mà mỗi năm mà mẹ tôi già thêm một tuổi vậy đó. Nghĩa là mỗi một năm tới là mẹ mình già thêm một tuổi. Là cái ngày mà mình xa mẹ nó lại gần hơn. Đó là chân lý đó. Đó là chân lý đó. Thành thử ra mình nói là giống như mà mình biết rằng á,
Cho nên trong cái người xưa, cái ngày sinh nhật của người xưa không có gọi là sinh nhật, người ta gọi là sinh thần. Còn nếu mà cái từ mà đúng hơn, mà gọi hay hơn nữa là mẫu nan nhật. Mẫu là gì? Mẫu là mẹ, nan là khó, nhật là ngày. Ngày mà người mẹ phải chịu khó với mình nhất, chịu đau đớn với mình nhất chính là ngày sinh của mình. Cho nên người xưa có một cái từ khác để gọi ngày sinh nhật là mẫu nan nhật. Và nếu mà chúng ta là cái người sống mà cứ đi theo cái chiều đó, cứ sinh nhật là mình phải bắt mọi người phải chúc mừng mình, tặng quà cho mình, nhưng mình thiếu một món quà cho một người, đó là mình thiếu món quà cho mẹ. Có phải là mình sống theo cái kiểu kia không? Thậm chí mình cũng expect mẹ phải tặng quà cho con, tại hôm nay là sinh nhật của con. Nhưng mà nếu ngày này của 10 năm trước, 50 năm trước, mẹ mình không mang nặng đẻ đau, làm gì có mình ngày hôm nay để ở đó mà đòi quà sinh nhật. Như vậy chân lý của mình là nếu ngày đó mình sống được với chân lý đó thì mình kiếm một món quà tặng cho mẹ. Còn nếu không phải là một món quà thì ít nhất cũng là một lời cảm ơn mẹ, đúng không? Thì Đức Phật dạy mình nhận ra cái gánh, mình nhận ra cái gánh để mình biết đây là cái gánh, để chúng ta đừng buông trôi và sống dở, sống dính mắc, sống chấp trước theo cái gánh, mà chúng ta biết có những lúc buông gánh, phải không? Tùy thuận cái gánh mà không khổ đau về cái gánh. Vì khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên còn nghèo. Ba mẹ mình đặt mình tên đó, mình lớn lên rồi mình cũng đổi tên. Nhưng mà cuối cùng lúc chết sợ lắm, biết không? Đọc làm sao cho đúng tên. Thí dụ như mình tên Hồng, qua Mỹ cái là Rose. Nhưng mà Rose là tên mình đặt thêm. Nhưng mà lúc cúng, lúc chết rồi cúng rồi vẫn sợ. Vẫn sợ là đọc Rô, không biết mình biết không? Cho thầy nhớ đọc con tên Hồng Rose. Đó là mình vẫn ngán mà vẫn sợ mà. Cho nên Đức Phật á, thường thường á, Phật không có biểu mình bỏ cái gì hết. Nhưng chữ bỏ đây nghĩa là gì? Bỏ đây không phải là một cái sự, chữ buông á, không, chữ bỏ đó không có nghĩa là mình buông trôi, mình thả trôi hay là mình sống tiêu cực, mà chữ buông là mình biết nhận diện, không dính mắc, và đồng thời có những cái gánh nào không cần thiết đừng tạo thêm. Cái quan trọng là mình đã mang một cái gánh cũ, đừng tạo thêm cái gánh mới nếu không cần thiết. Ví dụ như giờ mình có nợ mà chưa trả hết thì thôi gói ghém, đừng gây thêm nợ. Thì cái này mình có chủ quyền, mình có chủ quyền. Còn như cái thân mình nè, mình mang thân là một gánh rồi. Nghe nợ nó khóc, sợ chạy nợ. Thí dụ mình mang cái thân này là một gánh rồi, bây giờ sao để đừng có gánh thứ hai của cái thân đây? Chắc chắn một ngày nào đó mình phải già, phải bệnh, đó là chuyện đương nhiên, mình phải gánh. Nhưng đừng tạo thêm cái gánh thứ hai là gì? Cố gắng sống chánh niệm để đừng làm cho cái bệnh của mình nó tới sớm hơn. Đừng có tạo thêm cái gánh nặng nữa. Như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó, mình có lá phổi, lá gan, không biết tương lai tim gan vào phổi mình cái nào nó bệnh, bắt buộc phải đi tới ngày đó thôi. Nhưng nếu mình không chánh niệm, mình đem vào những độc tố, gan mình sẽ bệnh sớm hơn, thận mình bệnh sớm hơn, tim mình bệnh sớm hơn, là tức là mình tạo thêm gánh. Quý vị hiểu rồi không? Tức là mình đã có cái đó. Giống như mình ăn, bắt buộc con người phải ăn. Nhưng nếu mình ăn không chánh niệm thì cái món ăn này sẽ đem bệnh cho mình. Còn thưa với đại chúng, cuộc sống con người mình đó, sống thế nào đụng là phải chạm.
Mình sống chung là thế nào cũng va chạm à. Dù hồi đó mình nói mình thề thốt với nhau dữ lắm luôn, mình hứa là mình sẽ làm hạnh phúc cho nhau luôn, mình hứa đủ cách hết. Nhưng mà tới hồi sống chung rồi mình nói chịu không nổi. Mình chịu không nổi thì mình không lẽ giờ mình hát bài lầm. Không lẽ giờ từ sáng tới tối không có kinh gì tụng ngoài bài kinh lầm. Vậy là mình sống với nhau, nhưng cố gắng đừng tạo thêm những rối rắm cho nhau. Ví dụ mình biết ông chồng mình nóng tánh, bây giờ mình gánh ông chồng rồi đó, gánh ông chồng nóng rồi đó. Vậy thì mình phải ráng làm sao khi ông vừa nóng tới, mình đừng có tác thêm những cái lời nói, những hành động để mình tăng trưởng cái nóng của ảnh, của ổng lên, để nó thiêu đốt cái hạnh phúc, và thậm chí tạo cho ổng một cái lời nói khó nghe. Mình biết ổng nóng là ổng không có đủ cái sức bình tĩnh để ổng, thì mình đừng tạo thêm cái rối rắm. Mình tu tập á, là để mình có chánh niệm, mình nhận diện cuộc sống mình đang gánh những cái gì. Có khi mình đang gánh một người con, bản thân mình cũng có ngũ uẩn rồi, rồi xong bây giờ mình có gia đình là một gánh nè, có hai đứa con là hai gánh nè, rồi giờ thêm một đứa con tánh tình nó nóng nảy, hay là khi nó nóng nảy nó nói những lời khó nghe. Mình tự nhận cái đó và mình đừng tạo thêm những gánh mới giữa nó với mình. Hễ mình nó vừa phực lửa lên mình lùi một bước. Tại vì sao? Tại vì cái chân lý là gì? Chân lý của bình an là gì? Nhẫn, một lời nhẫn, một lần nhẫn, sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Đó là công thức hóa giải hận thù. Còn mình ấy, tao là mẹ mày, thì mình sẽ la làng lên, mình nói, thì nó mới nói hu khe. bộ nó không, mình vừa đáp nó không có đói sao, mình vừa ba chuông là nó đã mấy mỏ. Cho nên đó là cái cách của mình, phải không? Rồi cái thì hoặc là mình giận của mình, tôi là vợ của ông nhưng mà tôi là chồng của bà. Thì nhưng mà ông có biết không, xứ này lady first. Ông nói nhưng mà tôi là người Việt Nam. Tự mình phải biết. Đức Phật dạy mình có cái gánh đầu tiên là ngũ uẩn, rồi bắt đầu mình mang gánh, rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Nhân duyên gánh. Nhân duyên gánh là gì? Cái cách mình đối với cái gánh của mình. Hồi nãy giờ Pháp Hòa đang nói là cái thứ ba này là cái nhân duyên của gánh. Hồi đầu thấy dễ thương lắm, mà tới hồi vô rồi mới biết hàng quảng cáo. Quý vị thấy hàng quảng cáo trên tivi không? Trời ơi, nó hâm mấy cô quê ăn ngon gì đó, cũng chạy ra đi bao nhiêu cây số mua cho được hộp cơm hộp tới về hâm lên ăn trước quốc. Bây giờ người ta giả nhiều lắm không? Nhất cười lắm, đi qua Trung Quốc á, đi vô mấy cái chợ nó bán Pháp Hòa thì không có rành mấy cái tên điện đồng hồ, không có rành mấy cái giỏ, nhưng mà người ta nhìn ta biết hết á. Đồng hồ hiệu gì mà nếu ở ngoài là mấy chục ngàn, ở đây có bán có mấy bạc à. Rồi cũng mua. Nhưng mà mình mua về rồi mình biết là cái này xài không được nha. Cho mình biết là mình hàng quảng cáo mà. Khi mua là đã chuẩn bị tâm tư rồi đó. Để làm chi biết không? Để khi mình phát hiện nó không xài được, không có tiếc. Cho nên trong cuộc đời này cũng vậy, mỗi người chúng ta lớn lên rồi chúng ta tự đi tìm cho mình một cái gánh. Gánh nặng, gánh nhẹ, gánh gì cũng sẽ có. Người thì ba gánh, bốn gánh, năm gánh gì đó. Nhưng mà trong quá trình mình có những cái gánh này, nếu không khéo mình tạo thêm nhiều cái gánh rối rắm nữa. Cho nên Phật dạy cái câu thứ ba là nhân duyên gánh. Nhân duyên gánh là gì? Là mình phải biết mọi nhân, mọi duyên của cái gánh của mình để mình tùy thuận với nó. Ở một bài kinh khác Đức Phật dạy á, mình sống mình phải biết pháp và kính trọng pháp và tùy thuận pháp.
các thầy đi độ sanh giáo hóa đó biết được cái căn tánh của chúng sanh. Nhờ biết được căn tánh của chúng sanh cho nên làm sao? Tùy thuận căn tánh của chúng sanh. Phong và ví dụ nè, đây là một cái chuông, và cái chuông này nó cỡ dày thôi, thì Pháp Hòa sẽ đi tìm một cái dùi chuông nào tương đồng để có thể thỉnh được tiếng chuông này. Nhưng nếu mình nói đây là cái chuông, bây giờ tôi cần thỉnh tiếng chuông, lợi lấy cái dùi của cái chuông đó đó, hai cái nó không đi với nhau. Chỉ cần một quẹt thôi, không có cái chuông mà cái chuông này nó văng xuống đất. Tại vì mình lấy cái cây bự quá để mình dích cái chuông này. Nhưng nếu cái lấy cái dùi này, đây là cái gánh của mình nè, và mình bây giờ làm sao sống với cái gánh này, đây là biết tìm một cái cây để tùy gia cái duyên với nó, để nó làm sao nó phát ra được tiếng chuông. Còn nếu không đi lấy cái dùi của cái chuông đó đó, lại đây, đây là nhân duyên gánh. Mình vừa dện như một cái chuông này lăn xuống đất. Có không? Trong cuộc sống này đôi khi mình vậy á. Được không được thì thôi, bóp. Rồi tưởng sao, ba ngày sau kiếm gánh khác. Mình đâu bao giờ ở yên. Mình là chúng sanh, là phàm phu, là mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Trong cái nhân duyên gánh này, nó tăng trưởng cái độ tham, nó tăng trưởng cái độ tham ái. Ví dụ như lúc mình mới có con, nó còn nhỏ mình thương, mình thương đứa nhỏ đó, nhưng mà lúc đó mình thương như là một đứa con nhỏ mình sanh thôi, máu mủ ruột thịt của mình thôi. Nhưng dần nó lớn lên, nó dần nó lớn lên á, bắt đầu nó bập bẹ, nó nói, cái nó biết nói cho mình vui, nó biết lẻo đẻo theo mình, thì cái tình thương này tăng lên, đúng không? Tình thương này đúng, trời, nó thông minh lắm, nó biết nịnh lắm. Rồi mà nó lớn lên một chút nữa, nó học giỏi, nó thông minh, thì tình thương mình lại tăng lên nữa. Vì đứa con của mình sanh ra nó thông minh, nó học giỏi quá. Rồi nếu đứa con đó nó học giỏi, nó thành tài, mà nó lại có hiếu nữa, thì sao? Bắt đầu tình thương của ái luyến của mình tăng dần lên nữa, với cái tốc độ dễ thương của nó. Đây là một cái ái, phải không? Nhưng mà ngược lại, đứa nhỏ này từ nhỏ bắt đầu nó hỗn, nó nghịch, nó thế này thế kia, mình có đâu bỏ được nó. Ái thì vẫn còn, nhưng mà pha với cái ái này là buồn, là giận, là trách, rồi đấm ngực, nghiệp, nợ, cũng là một cái gánh. Nhưng có những cái gánh cái ái nó tăng, có những cái gánh đó, hỷ nộ nó pha trộn với nhau, thương ghét hờn giận, nhưng chìm sâu trong đáy không bỏ cái gánh này được. Đó là mới nói con, chồng, vợ, má chồng, má vợ, người thân. Trời, lúc tôi mới về làm dâu dễ thương lắm. Hay là mình mới vừa về làm dâu thì cái người kia sẽ khen mình, trời, mốt lúc mới về làm dâu nó hiền lành, nó dễ thương lắm, tôi tưởng đâu là tôi được trái dâu ngọt. Đó là mình nói, đây là một những cái ví dụ trong cuộc sống. Mình đi tu cũng vậy, mình đi tu cũng vậy. Nếu như mình đến một cái quốc độ đó, mình trấn trụ ở đó để mình tạo dựng một đạo tràng để mình tiếp độ người tín Phật tử vùng đó, thì có một vài người, người ta tới ta dễ thương, như bắt đầu đông đông rồi thì dần trong đạo tràng này bắt đầu nó sẽ có đủ thành phần đó. Người dễ thương, người không dễ thương, nhưng mà trong cái chiều sâu không bỏ người nào. Nhưng mà đối với mỗi người, mình sẽ có một cách ứng phó khác nhau. Vậy thì chúng ta phải biết rằng cái gánh, cái mang gánh và cái nhân duyên gánh, cái này nó quan trọng. Tại vì bây giờ mình phải dùng chánh niệm tuệ giác của mình để mình tùy thuận và sống với mọi cái gánh. Nó rất thiết thực đó, nó rất thực tế trong cuộc sống đó, chứ không phải đơn giản đâu. Ngay cả một thầy đi tu, đi tu rồi quý vị đừng tưởng là các thầy buông gánh, chưa. Các thầy cũng vẫn có những cái gánh mà nhỏ chừng gánh còn nặng hơn mình nữa. Phải không? Ở nhà mình kiếm cái gánh, cái nhà chừng triệu là chả muốn hụt hơi rồi.
mà mỗi một cái chùa như vậy xây, như cái chùa này xây đâu phải dưới, đâu phải rẻ. Vậy thì cái sự mà nặng nề lo lắng nó tăng lên. Rồi vừa phải lo chuyện điều hành xây cái ngôi chùa, rồi vừa phải điều phục những căn tánh chúng sanh trong cái căn chùa này, đâu phải đơn giản. Như vậy nếu người đó không có đủ năng lực để nhân duyên gánh thì dễ bị sao? Bị buông trôi và thả gánh nữa chứ. Nhưng cuối cùng dù là mình gánh, mang gánh hay nhân duyên gánh, cái thủy chung chúng ta cần nhớ rằng làm hết sức của mình, đến nào đủ nhân duyên buông thả, không dính mắc, không khổ đau. Ví dụ như bây giờ thầy trụ trì đây, thầy xây chùa này 6-7 triệu, rồi bao nhiêu công trình thầy làm ra nhưng thầy không có dính mắc. Nếu vô thường đến thầy cũng đi bình an, mà thầy không nói cái này tiếc quá của tôi, thì cái này mình không biết buông gánh. Mình cũng vậy, mình có cái thân này, lớn lên cha mẹ vừa sanh ra, cha mẹ làm cái giấy khai sanh cho mình, rồi mình tự làm, mình sống bằng cái giấy khai sanh đó, bằng cái tên tuổi cha mẹ đặt đó, rồi tự mình đi tìm một hai cái gánh riêng cho mình, rồi mình bắt đầu tự mình phải vận dụng trí tuệ để mình na những cái gánh của mình, để gồng những cái gánh của mình, kêu là gồng gánh, gồng cái sức mình lên để gánh những cái gánh mình tạo. Vậy thì có gánh cũ, có gánh mới. Gánh của mình là gánh cũ, còn gánh mới là mình tạo. Rồi trong khi mình có gánh mới này á, lâu ngày nó thành cũ rồi, cái mình thấy đi, mình ấy là mình tìm thêm nhiều cái gánh nữa. Có nhiều người còn gánh gánh xung quanh nữa nha, gánh giùm hàng xóm nữa. Mình nhiều thứ lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà làm gì làm, trong lòng mình vẫn biết tất cả các pháp là vô thường. Tất cả các pháp là vô thường. Cái gì nó có mặt bằng hình tướng, thủy chung nó là tạm. Đó, thân này nè, nếu nó thật sự không giả thì nó đâu có thay đổi đâu. Mắt mình bây giờ bắt đầu mờ hơn chút, chân mình bây giờ yếu hơn hồi xưa. Hồi đó mình lên cái núi chùa Từ Vân này đơn giản có mấy chút xíu là mình lên tới rồi. Lên tới rồi chạy vòng vòng chụp hình, giờ lên tới ngồi thở 10 phút sau mới đủ sức chụp hình. Chụp xong rồi canh giờ đi xuống nữa, tại xuống ổng ấy trễ. Cái gánh này, cái thân tứ đại này đã đến lúc nó làm sao? Nó mòn mỏi theo năm tháng. Đây cũng là một gánh. Cách đây một tuần, Pháp Hòa có khai thị cho một sư cô bán thế xuất gia. Cô dự trù đi dự một khóa tu, thì vừa tới nơi thì cô bị tai biến. Thì bị tai biến thì không qua được. Lúc Pháp Hòa đang ở Toronto thì các vị báo cho biết là sư cô chắc không xong. Mà cô cứ nằm hoài, cô cứ hất hất hoài, chắc nhờ thầy cho cô vài lời. Thì Pháp Hòa khai thị, phone về, FaceTime khai thị. Sư cô là một người xuất gia. Người đời chúng ta sinh ra, thủy chung chúng ta vẫn biết một điều rất cơ bản là cõi đời là cõi tạm. Không cần tu, không tu gì hết. Cái điều cơ bản chúng ta biết trong đầu mình là đời là cõi tạm. Rồi lớn lên sư cô học Phật, cho nên cô nhận thức cái chân thật của cõi tạm, cho nên dám bỏ cái thân đời sống thường nhật của mình để làm người xuất gia. Thế thì bây giờ cái tuệ giác của sư cô phải mạnh hơn, phải sáng hơn, và phải nhận biết rằng thân này là tạm. Giờ phút này là giờ phút sư cô phải chứng được cái đạo lý của cõi tạm, chứ không có phải văn tự nữa. Sư cô làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ, làm tròn bổn phận của một người bạn đời đối với người phối ngẫu, rồi đối với trọn vẹn với người con của mình. Bây giờ phủi hết tất cả để làm người xuất gia, thì đây là giờ phút bổn phận của sư cô phải làm. Đó là buông xả toàn bộ, vì tất cả các pháp kia cô đã bỏ hết rồi.
Cái pháp làm vợ cũng không có với mình nữa, pháp làm mẹ cũng không còn nữa, mà giờ pháp của mình là pháp của một người xuất gia. Và người xuất gia là phải chứng nhận được cái chân lý nhiệm màu là các pháp tạm. Khai thị buổi khuya, khuya 3 giờ sáng của mất. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, Đức Phật dạy cái bài kinh này, chúng ta không có hiểu lầm cái ý của Phật là buông gánh, nghĩa là chúng ta thả trôi tiêu cực. Mà nếu đến lúc nào buông được cái nào, không còn phải khổ lụy nó, chúng ta nhẹ nó. Cũng giống như mình cầm trong cái túi của mình một cái củ khoai mà nó hư rồi đó, thì sẵn sàng bốc ra bỏ cái củ khoai đó mà không một chút lưu luyến. Thì trong cuộc đời này có những cái chúng ta vẫn phải gánh tay vô thí chung. Mình có mặt trong cuộc đời này là mình gánh, như nãy giờ mình học đó. Mình sanh ra là mình gánh một cái thân thể của tứ thân ngũ quẩn này đó. Rồi bên cạnh đó mình lại thêm gánh nữa là cha mẹ làm cho mình cái giấy khai sanh, và mình dính vào cái tên đó. Ai gọi tên khác là mình cự liền. Và thậm chí mình sợ cúng mà không đúng tên mình phải ghi cho đủ nữa. Như vậy rõ ràng mình dính vào cái tên rồi chứ gì nữa. Rồi chưa nói cái tuổi, đi vượt biên qua đây khai sùi, khai lùi, khai tăng gì đó. Thường thường mấy cái đám tang là hay bị vụ này lắm. Hoặc là đi coi ngày đám cưới, bắt đầu mới khai tuổi thật á. Con sinh năm đó thế này thế kia. Tại vì lúc nào nói như vậy không có phải là sai lỗi gì, nhưng mà ở đây mình muốn nói cái chỗ mà chúng ta dính. Thậm chí ngày sanh lúc bình thường mình sai giả, nhưng mà khi gặp một cái sự cố nào rồi mình rất là sợ xài không có đúng tuổi tên của mình. Như vậy chúng ta cũng bây giờ nói thật là xài đúng tên hay xài tên giả, tuổi thật gì cũng chết hết á. Cũng vô thường, cũng biến đổi hết. Như Phật dạy mình gánh, mang gánh và nhân duyên gánh. Mà cái nhân duyên gánh này là ở cái chỗ á, là chúng ta phải hiểu nó. Có những lúc chúng ta tăng dần cái đắm chìm ở trong đó. Ví dụ đi, mình gặp một cái người đó mình thương, nhưng mà cái tình cảm giữa mình với người đó nó quá khăng khít, thì cái tình yêu ngay cái ngày đầu và cái thời gian dài nó sẽ tăng lên, cái ái của mình nó dính dần lên vì cái sự gắn bó. Như nãy mà nói một ví dụ như một đứa con, rồi ngược lại đứa con đó mà nó không dễ thương với mình thì bắt đầu mình vừa buồn phiền nó, khổ lụy nó, nhưng trong chiều sâu không bỏ được nó. Thì bây giờ là hỷ, nộ, ái, ố của thất tình của thế gian nó trộn rộn trong đó, nhưng mà vẫn là một cái nhân duyên khổ vui mà nó trà trộn, mình đi hết với nó. Quý vị nghĩ coi. Cũng đeo đuổi một thời gian, đến lúc nào mình kiệt quệ hết rồi. Nhưng mà đó là mình nói về cái nhà hàng. Chứ giờ chồng con, nhất là con, bỏ không được. Ngày hôm qua có mấy vị lên, giữa cha mẹ với con cái. Rồi Pháp Hòa mới nói may phước á, là mình gặp cha mẹ khó dễ với mình, nhưng bù lại mình được một người chồng, một người vợ thông cảm. Pháp Hòa mới nói sao cô không thấy cái này là cái may mắn cho cô. Mình chỉ bị có một bên thôi là cha mẹ, mà mình làm con thì không cãi được, thì thôi mình phải sống với cái tùy thuận này. Nhưng mình may mắn là người phối ngẫu của mình lại rất thông cảm cho mình. Bây giờ đặt một cái trường hợp thứ hai là ổng không phải là người thông cảm mà ổng là người trách móc. Có những lúc trong cuộc sống của mình gánh cái này thuận theo, đi theo.
mình cả đời. Hôm qua có hai anh chị lên đứng lấp ló lễ Phật, gặp Pháp Hòa vừa bước tới. Ủa anh chị mới đến lễ Phật hả? Dạ con mới đến đây, con đang đi kiếm chỗ vô đây, đây chánh điện cũ nè, lễ Phật đi. Thì gặp với đứa nhỏ. Đứa nhỏ mà nó bị tăng động á, nó không ngồi yên mà nó phá phách nó chạy. Nhìn vợ chồng nét rất là buồn. Pháp Hòa hỏi chứ anh chị có, mình biết cái này cái bệnh, nhưng mà anh chị hàng ngày có lễ Phật rồi? Dạ có, tối nào con cũng niệm Đức Quan Âm, xin nước Đức Quan Âm cho cháu uống. Thôi lấy cái phone ra, Pháp Hòa chỉ cho cái bài sám hối. Bấm vô 30, sám hối 35 vị Phật. Ngắn ngắn thôi. Thôi ráng nè, mỗi tối lại 35 vị này, rồi cầu nguyện. Pháp Hòa mới nói, nếu nói nghiệp không phải anh chị mà đứa nhỏ này, nghiệp là nghiệp của nó, còn anh chị không có nghiệp, anh chị là cái nguyện. Đời trước anh chị có thể phát nguyện cứu giúp một đứa nhỏ này, cho nên ráng nuôi nấng giải nghiệp cho, nuôi nó cơm áo là một việc rồi, thêm cái gia tăng vào cái sự sám hối cầu nguyện để giảm cái phần nghiệp thức của nó. Còn cái nghiệp thân của nó là nó phải tăng động, nó thế này thế kia, nhưng mà cái nghiệp thức nó nặng lắm, cho mình sám hối để giảm cái nghiệp thức. Có nhiều khi con người mình sống á, sống á, trong lòng của mình nó phiền não nhiều lắm, đó là nghiệp thức đó. Và chính cái chỗ đó mới đưa mình đi luân hồi sanh tử. Ở ngoài thì nhìn mình có vẻ vui vẻ hồn nhiên lắm, nhưng mà đâu có ai biết trong lòng mình hờn giận đủ người này người kia, trách móc thế này thế nọ. Sống bằng cái nhận thức và nghiệp lực thói quen đó. Cho nên anh chị trời ơi, đúng là nhân duyên. Tự nhiên tụi con đến đây ngay cửa, gặp lúc thầy bước vô, tiếp xúc chỉ có 5-10 phút thôi, không lâu. Có quà chỉ cho sám hối, tại vì người ta đâu có thời gian nhiều. Một đứa nhỏ vậy cực lắm. Bây giờ mình đưa một cuốn sám hối dài quá sao ta tụng. Chỉ cho người ta mỗi đêm lại 35 vị Phật. Đó là cái bản kinh trong kinh Bảo Tích. 35 vị đó đâu? Ở trong cái quyển Hồng Danh Bảo Sám. Tại vì khi mà soạn cái bản văn sám hối đó là Ngài Bất Động Pháp Sư dựa theo hai quyển sám hối. 35 vị cuối cùng là trích từ trong kinh Đại Bảo Tích, từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến Pháp Giới Tàn Thân là câu cuối cùng mình thêm vào, rồi thêm Thập Hạnh Phổ Hiền. Nhưng bây giờ nó dài, đọc xong rồi chí thành, con xin đại vì cho con của con, nguyện cho con của con tiêu trừ những nghiệp chướng bệnh tật gì đó, mình nói ra. Thật ra mỗi ngày đó là giây phút gì? Giây phút để anh chị định cái tâm, hướng tâm về cái thiện, cái giải nghiệp. Đó là một hình thức giúp cho người ta an tịnh trong một khoảng thời gian mỗi ngày để chuyển cái tâm thức. Không thôi là trách móc. Tôi sao vợ chồng tôi sống đâu có ăn ở xấu ác với ai. Nhiều khi ta, trong cuộc sống mình gặp mình hay than vậy đó. Tôi nghiệm là tôi thấy tôi đâu có xấu ác mà tại sao tôi gặp như vậy. Nếu mình cứ như vậy hoài là cái tâm trí mình nó trùng xuống. Bây giờ hướng lên, đây không phải là nghiệp mà là nguyện của mình. Nghiệp là cái người phải chịu. Cho nên thí dụ một vị thầy trụ trì mà gặp chúng sanh mà can cường, đâu phải nghiệp của thầy, nguyện của thầy. Tại vì thầy nguyện thầy về cái quốc độ đó, thầy ở đó, thì thầy phải gặp những đối tượng này. Mà nếu mà thầy thấy là cái nghiệp của thầy thì thầy không hành đạo được. Còn thầy thấy thầy là cái nguyện của thầy, cho nên người nào khó thầy cũng phải ráng, dở thầy cũng phải theo. Vì thầy biết được cái thứ ba là gì? Cái gì gánh? Nhân duyên gánh. Còn khi nào giữa mình với người đó thật sự hết duyên một là mình đi, hai người đó đi, thì chừng đó mình mới viên mãn cái gánh của mình. Thì gọi là gì? Buông cái gánh. Cho nên có một câu hỏi Phật giác là có ba cái: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.
Vậy thì tại sao các vị Bồ Tát không có được giác hạnh viên mãn? Tại vì các ngài phát cái nguyện là tự giác và giác tha. Hễ mà các ngài mà đến cái chỗ giác hạnh viên mãn thì thành Phật. Nhưng các ngài không thọ nhận cái chỗ giác hạnh viên mãn, và các ngài chỉ nhận cái chỗ gì? Tự giác và giác tha thôi. Cũng giống như mình nói thôi, tôi còn sức khỏe, tôi còn làm được ngày nào tôi làm ngày đó. Còn nếu một ngày nào mình mệt, có mình tuyên bố nó tôi mệt rồi tôi xin nghỉ, chừng đó mình lên phòng mình nghỉ, không xuống bếp nữa, không lét nhà lao nhà gì nữa. Tại vì tới đó là mình viên mãn thành Phật. Nhưng mà Bồ Tát thì không có giác hạnh viên mãn, vì cái hạnh nguyện của các ngài là phải tự giác và phải giác tha. Quý hiểu được chỗ đó ha. Cho nên hôm nay buổi sáng này Pháp Hòa trích một bài kinh, và bài kinh này Đức Phật nói mấy việc đó. Thứ nhất là gánh, thứ hai là mang gánh, thứ ba là nhân duyên gánh, thứ tư là buông gánh. Hồi sáng giờ em gánh, em mang gánh, em nhân duyên gánh, tới giờ em phải buông gánh. Rồi, mời đại chúng hồi hướng. Nhưng mà trước khi mà mình hồi hướng là Pháp Hòa xin hỏi là mình nghe được cái bài này, mình có hiểu ý không? Mình hiểu ý không? Và mình nó ứng dụng được trong cuộc sống không? Ứng dụng ha, mình là thân ngũ quẩn, mình là gánh, phải không? Rồi mình có giấy khai sanh, có tên tuổi, đó là mình mang gánh, hoặc là mình tạo thêm những cái gánh của mình. Rồi mình phải tùy thuận theo mọi cái gánh mình tạo, để gọi là nhân duyên gánh. Nhưng mà cố gắng giữ cái tâm nó bình lặng, không có hỉ nộ buồn vui theo cái mà chúng ta thường tình chúng ta sống, hết lòng với nó. Đến khi nào mình viên mãn trong cuộc đời này, mình đã làm hết cái bổn phận của mình, như củi hết thì lửa tắt, củi hết thì lửa nó tự tắt, phải không? 24 giờ rồi thì tự động nó phải đi qua một ngày mới. Thật ra thì nó vẫn là một sự luân lưu thôi, nhưng mà người ta quy định một khoảng thời gian để nó đi qua một cái trang mới, sách mới. Cũng giống như mình hết trang sách này thì mình lật tới sang sách khác, đến khi nào cái trang cuối của cuốn sách thì mình đóng tập lại thôi. Đời của chúng ta ngắn dài gì, bất cứ một quyển sách nào nó cũng phải có trang đầu và trang cuối. Đời người chúng ta cũng thế, vui buồn gì trước sau thì cũng phải có ngày đầu và ngày cuối. Nhưng mà quan trọng, nếu nguyên một cuốn sách đó toàn là những bản nhạc buồn thì nó sẽ buồn. Nhưng nếu nó biết chuyển từ những bản nhạc buồn thành những bản nhạc vui thì nó là một quyển sách có giá trị. Cũng là một quyển sách, nhưng nếu không biết viết vào cái cuốn sách đó, người sao không học được gì hết, toàn là những cái chữ nghĩa quệt quạt. Còn nếu như mình ý thức từng trang giấy, mình viết xuống cái gì cho nó rõ ràng, thì một cuốn này có giá trị cho người sao. Đời mình cũng thế. Mong đại chúng nghe được bài kinh này, hiểu được cái bài kinh này, và chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xả chân chút xíu cho khỏe, khoan đứng dậy. Yeah.